Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn nào tạ ơn, đó là cảm ơn á, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Và mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn và tất cả các anh chị em đến với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Hôm qua mình có bỏ một cái clip teaser về con gà này á, thì cũng có nhiều bạn vô hỏi sao làm gà sớm quá, có phải là ngày 25 tháng 11 hay không. Thì đó đúng rồi, nhưng mà tại vì đến ngày đó ai cũng làm lễ á các bạn. Cho nên mình ăn trước một tuần, mình làm trước rồi mình phải đi tới nhà những người bạn, những người thân trong gia đình nữa. Cho nên chia ra. Thì hôm nay mình nó đã mềm rồi các bạn. Thì bây giờ mình ướp, và mình ướp theo kiểu Việt Nam. Có bạn kêu mình vô comment là ướp theo kiểu Mỹ rồi chỉ cách đó. Thì mình chưa làm kiểu Mỹ lần nào hết á, nhưng mà mình làm theo kiểu Việt Nam á. Thì mà có gừng, có nước sốt, có gì đó mình làm cho nó cũng không có mùi, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Thì mời các bạn theo dõi từ con gà mình sơ chế đến khi mình nướng nó ra thành phẩm nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình ướp con gà này, bắt đầu mình sơ chế, mình làm cho nó mình khử mùi nó. Giờ mình cắt cái dây ra. Còn đá luôn á. Bỏ qua đến giờ mà còn đá. Giờ bỏ vô sinh đi. Giờ mình phải moi cái cổ nó ra. Hôm qua mình nói là con gà Tơ Kỳ nó chắc chặt cái đầu, nó bán ở đâu các bạn? Các bạn nào nói nó bán ở chợ nào á. Nhưng mà ở tiểu bang Minnesota này không có chợ đó. Và mình cũng không có thấy cái nó bán con gà, cái đầu con gà Tơ Kỳ nữa. Bây giờ bên trong hôm qua tới giờ mà bên trong nó vẫn còn đông đá, cho nên lấy ra cứng lắm các bạn ơi. Bây giờ mình phải xả miếng nước vô để cho nó có nước, nó tan đá các bạn. Nên bên trong nó vẫn còn cục đá, cứng quá lấy cái cổ nó ra không được. Thì trong đây nó có gói gia vị của con gà luôn á, nhưng mà mình không có ăn, mình bỏ. Mình ướp theo kiểu Việt Nam. Các bạn thấy nó không? Nó đóng đá luôn nè. Đó, đây cục đá nè. Cái cổ nó như đây là, nhưng cái cổ này ngon lắm nha các bạn. Mình mà ướp mà mình nướng á là nó ăn ngon lắm á. Cái này cái gì ta? Cái này giống phao cầu vậy. Ủa cái bịch nó đâu rồi ta? Làm con gà này ướp rất cực các bạn, tại nó nặng mà nó bự nữa đó, cho nên mình ướp cực lắm. Rồi sau khi mình khui nó ra thì nó chỉ có cái phao câu với lại cái cổ bên trong thôi các bạn, còn bên trong bụng nó thì nó không có gì hết, có đá không à. Nguyên liệu á mà mình bỏ vô stuffing á, con gà các bạn, nếu mà mình nướng con gà không á thì nó không có, nó con gà không, nó không có ngon gì hết á. Cho nên mình nguyên liệu của mình nó bỏ vô trong cái ruột của nó đó, là mình có thịt xay nè, mình mua ba vỉ, trứng cút, nướng lên, mình luộc lên rồi xong rồi bỏ vô trộn luôn. Rồi có nấm mèo, cái này là bún tàu, và hành tây, và nước sốt thì mình có oyster sauce nè, rồi một chai nước tương, mình trộn chúng nhau. Và đặc biệt con gà không hôi á, là cái này là cái bí quyết gia truyền, là cái chai rượu này. Các bạn sợ con gà nó hôi á, nhưng mà mình làm á là 4-5 năm nay rồi các bạn, nhờ cái rượu này nè mình ngâm. Các bạn nào mà cần á thì cứ comment dưới đi, mà mình sẽ cho email và mình sẽ chỉ cho các bạn. Cái rượu này á là cái rượu người ta không có chỉ cho các bạn đâu. Khi mà người ta quay heo quay gà là người ta ướp rượu này, mà mình ở nhà mình tự làm nha, rất là dễ, nhưng mà không ai chỉ hết á, chỉ có người thân trong gia đình người ta mới chỉ thôi. Thì các bạn cần thì mình chỉ thôi à, vậy thôi. Mình cũng học, nó không có, chẳng có gì mà gọi là gia truyền gia chiết chứ đó, ai cần mình chỉ. Thì mình gồm có, mình khử mùi á các bạn, thì mình có gừng nè, gừng mình băm ra, còn muối mình bỏ ở đây. Xong rồi á, bây giờ mình chà con gà, rồi mình bỏ chung với rượu này.
rồi mình xát xong mình rửa sạch là nó không còn mùi luôn, ăn rất là ngon, rất là thơm đó. Thì các bạn nào có cần cái gì á, các bạn thử đi. Các bạn ăn ở bên Mỹ này á, các bạn cứ nướng theo kiểu Mỹ á, nó dở lắm, không có ngon. Nướng theo kiểu Việt Nam mới ngon các bạn. Có nhiều người là deep fry, người ta bỏ nguyên cái chảo dầu bự á, của Mỹ á, là 50 lít á, người ta nhúng luôn con gà này vô, rồi ra ăn nó khô quéo rồi các bạn, không có ngon gì hết á. Chỉ có kiểu Việt Nam mà là mình thấy ngon nhất. Đó, đó là cái cách của mình làm. Mà ăn là bạn bè tới đều thích hết đó các bạn. Rồi bây giờ mình sơ chế con gà, mình khử mùi con gà nè các bạn. Bây giờ mình dùng gừng với muối nè các bạn. Mình xát con gà để mình khử mùi hôi nè. Mình xát trong xát ngoài hết luôn. Giờ mình xát bên ngoài. Đó. Cái này là khử mùi đó. À, mình nấu nhà nấu mấy năm rồi, ăn rất là ngon. Bạn bè đó là đều hỏi làm cách nào để mà nấu ra con gà này. Thì cái kiểu này á, là mình tự nghiễn ra các bạn. À, theo kiểu Việt Nam á, cái kiểu Việt Nam nấu á, rồi nhưng mà rất là thành công. Là không có 10 người á, là hết nó 11 người khen các bạn ơi. Không có ai chê đó. Mình ăn á, của Mỹ kiểu Mỹ rồi. Rồi của Việt Nam cũng nấu theo kiểu của Mỹ luôn các bạn. Nhiều người ta không biết nấu kiểu này. Mình thấy rất là dở. Mình không thích. À, mình không có thích cái kiểu kiểu đó. Mà mình thích cái kiểu này nè. Kiểu này nhưng mà nhiều người thích chứ không phải một mình thích đâu. Là mình nói nhiều người bạn bè, gia đình đều thích cái kiểu này hết. Và người ta tới đây người ta ăn á, là người ta bắt đầu người ta làm theo cái kiểu này luôn. Sau khi nó thành phẩm thì nó phải là 6 tiếng nướng các bạn, mà phải canh dữ lắm, cứ vài chục phút là phải lôi nó trong cái lò nướng ra rồi tưới nước lên bên trong bên ngoài, chứ không phải dễ đâu. Cái này là mình gọi là enjoy thôi, chứ còn nướng nó rất là cực các bạn. À, gọi là muốn thưởng thức rồi muốn nướng, nướng cho nó không khí cái ngày lễ nó ra làm sao thôi. Chứ ngày lễ mà đi mua rồi về ngồi đó ngồi ăn á, thì nó không còn lễ lọc gì nữa đó. Cho nên á, mình làm cho nó khó có không khí. Đó, giờ mình xát nó xong rồi đó. Bên trong bên ngoài hết rồi. Rồi bây giờ tới khâu kế tiếp. Ok các bạn, sau khi mình sơ chế gừng với muối á, mình xát lên con gà đó. Sau khi 5 phút, 10 phút rồi đó. Rồi mình rửa sơ nó cho nó hết cái mùi rồi. Rồi mình bây giờ mình ướp. Thì cái này gia vị tự mình chế nè. Gia vị trong đây nó có hành tây, hành tím, dầu hào, dầu hào, nước tương, đường, muối, không có chơi bột ngọt nha các bạn. Và một chút rượu đặc biệt để cho nó đánh mùi. Đó, bây giờ mình bắt đầu mình ướp nó nè bạn. Rồi ướp là để ngày mai mình mới bỏ nhân vô. Đó, nó nhiều giai đoạn lắm. Tại con làm con gà này nó cực, rất cực vậy các bạn. Chứ nó không có dễ dàng chút nào hết. À, thì một năm nó có một lần à. Cho nên làm rồi thưởng thức thôi. Chứ một năm mấy lần là cũng chết luôn á. Bây giờ mình phải xăm nó vô nữa. Bây giờ mình rưới đều con gà đó các bạn. Rồi mình xăm. Rồi mình nhét cái gừng đồ vô trong bên trong cho nó thấm. À, cái khâu ướp cũng cực nữa các bạn, mà cái khâu nướng nó cũng cực luôn, không có gì sướng nữa. Tại con gà này nó quá bự đi, chứ còn một con gà mà 2-3 kg chứ bằng gà nồi Việt Nam mình nó dễ thôi. Này đến mười mấy pound, 20 pound lận. À, nó cực là cực vậy đó. Nhưng mà con gà này đó là 5-6 người ăn không hết đâu. Có ăn nguyên ngày luôn. Rồi im.
Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ hai sau khi đó mình ướp rồi đó. Bây giờ mình bỏ vô lò mình nướng, từ sáng giờ cũng là 5-6 tiếng các bạn. Cũng mở ra mở vô nhiều lắm. Bây giờ là mình lấy ra mình coi rồi mình tưới cái nước của nó lên. Đây con gà nè các bạn. Ồ, sắp chín hết rồi, nó sôi sục luôn. Đó, bây giờ tại nó rất là bự, với lại nó có mấy cái đồ ở trong bụng á, thịt rồi trứng cút hôm qua mình làm á, cho nên nó nấu cũng lâu lắm. Rồi mình phải tưới như vậy nè, con gà nó mới chút xì, ăn nó mới mềm, nó mới có gọi là ẩm ẩm ướt ướt không thôi là gọi là khô queo hả bạn. Khô queo là mình ăn gà nó sơ không à, ăn quải lắm. Cho nên cái cách này là ngon nhất của mình đó nha, ngon nhất của mình á. Còn kiểu Mỹ thì mình ăn không có được, của Mỹ mình cũng ăn rồi mà khô lắm, làm dở, không thích. Thì có nhiều người người ta chưa có ăn, nhưng mà là nhiều người của Việt Nam là mình giới thiệu cách này rồi, người ta ăn ta phái lắm. Đó, cái chày cũng phải bự, là một chút nữa con gà ra đó là nó rất là ngon. Rồi bây giờ mình phải đậy lại, mình tưới nó lên vậy đó, giờ nó đã gần như là chín rồi, cái cây nó xì lên rồi nè. Thấy không? Đó, để bây giờ là con gà chín rồi. Cái cây mà hôm bữa mình làm mình màu đỏ các bạn, giờ nó nổi lên rồi. Rồi bây giờ mình để đây một chút xíu nữa. Đó. Nướng ra đây thì cái nhà nó hôi lắm các bạn, phải mở cửa ra hết. Tại này nó bí, nhà mình nó kín á, đó. Rồi bây giờ mình đợi chút xíu nữa bạn bè tới rồi mình sẽ quay mình giới thiệu tất cả các bạn nha. Ok các bạn, nãy giờ nướng cũng là quá lâu rồi các bạn, 6 tiếng rồi, canh tới canh lui rồi. Bây giờ là nó chín rồi, giờ mình lấy ra nha. Nóng lắm cho nên phải cẩn thận. Với lại nó nặng nữa các bạn ơi. Wow, cái này đó có 5 năm vừa rồi đó, là mình có khiêng ra các bạn, là mình bị sơ sức đó, mình đổ đầy nhà. Cái này đầy nhà là mệt lắm á. Ôi dạ, bạn ơi bự quá. Ok các bạn ơi, con gà turkey đã chín rồi đó. Cái nút này mình nói các bạn nè, bây giờ nó đã lồi lên các bạn. Thì khi mà nó lòi lên á là nó báo là bên trong chín các bạn. Cái nút đỏ này các bạn, đó, nó lòi lên rồi đó. Giờ mình kéo ra thử nha, coi nó là cái gì. Đây các bạn, cái cây này đó là nó đo nhiệt độ, lúc nó đủ cái độ nóng, độ chín của nó đó, thì nó bây giờ á là nó, các bạn thấy không, nhấn nó xuống nó vẫn nhẫn nảy lên nè, là nó báo là cái nhiệt độ của con gà đủ chín rồi là mình ăn. Mình không có, tại con gà này nó khó chín lắm, nó phải có cái cây này nó đo, còn không mình phải có cái cây ghim, mình ghim vô đó. Thì bây giờ con gà mình nó đã chín 100%, tại cái cây đó nó báo mình là chín rồi. Thì cái lò ở này nướng là 6 tiếng các bạn. Mình bỏ cái này để mình che cái cánh cho nó khỏi bị đen, nó bị khét đó. Bây giờ là nó rất là mềm, đây là sành thành phẩm rồi mà mình không có thể nào bỏ ra được ngoài các bạn ơi. Bây giờ tại nó bự quá mà không có dĩa nào bự cỡ gì, giờ nó quá bự. Bây giờ nó rất là mềm các bạn, cái cánh nó là giờ nắm là kéo lên là được nè, thì nó sẽ bể, cho nên chắc phải ăn trong đây luôn rồi như vậy rồi. Con gà mình đem tới bàn các bạn ơi. Tại vì nó bự quá mình không thể nào bỏ vô cái dĩa được các bạn, nó quá bự. Thì cái gia vị khác á, mình gồm có là rau nữa nè các bạn, mấy cái củ rau, rồi cà rốt, rồi hành tây mình luộc lên rồi. Rồi ở đây có rau súp lơ, rồi Chinese broccoli, rồi mình ăn với bánh hỏi các bạn. Bây giờ là mình đổ cái này vô để cho nó thấm cái nước sốt đó các bạn. Cho nó chút nữa nó ăn nó ngon hơn. Bây giờ mình đổ nó vô, trong khi mình đợi bạn bè tới thì mình đổ nó vô.
Thì ở Mỹ này á, bạn bè chơi cũng không có nhiều các bạn ơi, có mấy người thân, bạn thân thiệt thân. Còn bè thì nó nhiều lắm mà mình không có chơi. Ở nào thân với mình thật sự mình chơi tới có mấy người thôi, nhưng mà ăn không có hết, nhưng mà mình phải làm vậy cho nó có vị, có mùa. Thì người Việt ở Mỹ này ăn lễ tạ ơn là như vậy thôi. Đó. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn nào tạ ơn, đó là cảm ơn á, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn. Nếu các bạn nào mà mới mà biết tới Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn mà chưa có bấm subscribe kênh hay theo dõi thì hãy bấm subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn, để mình có thêm động lực mình làm.